Trước khi lấy chồng xa, cứ nghĩ bây giờ có ô tô, máy bay thì thích về lúc nào mà chẳng được. Sau này mới hiểu, chỗ nào không đi bộ được sang ngay thì đều gọi là xa. Ngôi nhà mà mình sống từ thuở con thơ cho đến khi mà mình trưởng thành không phải là ngôi nhà mà mình muốn về là có thể về ngay được nữa. Bởi vấn đề không chỉ nằm ở khoảng cách mà còn là vô vàn chuyện vụn vặt đời thường. Khi mà bạn có con rồi, trời trở lạnh thì không đưa con về được. Con đi học, con không được nghỉ thì mình cũng không thể về được. Mình bận đi làm không về được, mà trong tay không có tiền thì lại càng không thể về được. Cô gái nào mà chưa kết hôn thì mình khuyên thật lòng là hãy suy xét cẩn thận trước khi quyết định lấy chồng xa. Cho dù người bạn lấy rất tốt, gia đình họ cũng tốt, nhiều lúc cũng chẳng thể thay thế được cái gọi là niềm vui, niềm hạnh phúc khi được ở gần với bố mẹ mình. Nhiều năm sau, khi mà bạn đối diện với cha mẹ, tuổi đã già, tóc đã bạc, khó lòng mà ở bên cạnh đứng sinh thành chăm sóc, báo hiếu, ngay cả việc rót nước cho bố mẹ cũng trở thành một điều xa xỉ.